Vang vọng xin được phép giao lưu nhanh với các bác một chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt. Một chiếc đồng hồ VDS 10 côn, 10 búa và sở hữu một phần thiết kế thùng sồi chạm trổ 4 trung quả phía bên ngoài. Điểm sơ qua về phần thiết kế trước các bác nhé. Thì đây là một phần thiết kế thùng sồi. Đấy, thùng sồi đây các bác ạ, các vân gỗ sồi đây. Chính là thứ để giúp chúng ta có thể nhận biết được cái chất liệu. Và đính điểm tại bên ngoài sẽ là hình ảnh có 4 trùng quả. Chính xác hơn thì có lẽ đây là 4 chùm đào thưa các bác, mang rất là nhiều ý nghĩa của người Pháp luôn, về cái sự sung túc, sự đủ đầy. Hai cái chùm quả phía bên trên sẽ lớn hơn. Cần dừng xuống bên dưới sẽ là hai cái phần chùm quả, tôi điểm thêm cho phần kính dưới. Đôi qua đôi chút về phần mặt số thì đây sẽ là một phần mặt số in trên cái nền trắng bạc, logo thương hiệu VDS đây ạ và bộ kim mắt ngỗng đặc trưng. Đồng thời cũng không thể thiếu được trên một chiếc đồng hồ VDS đó là kính trắng, đó là kính cong mo. Một cái nét đặc trưng vô cùng đặc biệt của thương hiệu VDS. Phía bên dưới đây các bác ạ, một phần mặt lắc sáng và kính theo cái họa tiết bông hoa cùng với những cái đường nét tráng gương, giúp cho phần mặt lắc càng trở nên thu hút người nhìn hơn. Từ mọi góc cạnh chiếc đồng hồ đều rất là nổi bật. Tiến sâu bên trong chiếc đồng hồ, sau một phần thiết khóa, các bác cũng có thể thấy nhìn ngay đây, cái phần vách không thùng rất là đẹp và dày dặn. Chất liệu gỗ sồi là một chất liệu vô cùng tốt và cái màu sắc vô cùng phù hợp để chúng ta sử dụng làm các cái vật liệu trang trí, các cái vật dụng nội thất. Phía bên trên sẽ là một phần củ gông chữ T quen thuộc rồi, hai cái cần gạt để khóa đầu vồ. Bộ 10 thanh côn thép các bác nhìn thấy ạ, và 10 đầu vồ đều tăm tắp nhau. Ốc bắt chống máy tại cả hai bên đều còn đầy đủ này. Không thể thiếu được trên một chiếc đồng hồ hai bản nhạc, đó là cần gạt chuyển bài, và đây chính là tên của hai bản nhạc đó, bản nhạc Westminster và bản nhạc cả con bướm vàng. Hai cái phần khóa gông tại hai bên là một bộ gông chéo, thế nên là các cái phần khóa gông sẽ được tách biệt, rất là đặc biệt đúng không các bác? Rất ít khi được nhìn những cái thiết kế mà nó đẹp như thế này. Tay cót zin được cố định tại phần hông thùng này, các cái phần ốc bắt chống máy rồi tới phần chi tiết dây hướng dẫn. Đồng thời đó là một phần giấy tờ đi kèm chiếc đồng hồ còn lưu giữ tại đây. Đó. Năm sản xuất từ những năm 59 các bác nhá, làm giao lưu. Rất là cụ thể và chi tiết, rất là đáng để chơi luôn. Sau đây thì em xin được phép thử luôn âm thanh của cả hai bản nhạc trên chiếc đồng hồ. Những chiếc đồng hồ máy 10 như thế này thực sự là không có nhiều đâu các bác ạ. Đặc biệt hơn nữa đó là những chiếc đồng hồ máy 10 của VDS thì độ hiếm lại càng cao hơn. Chính vì thế việc sưu tầm được một chiếc đồng hồ như thế này là điều vô cùng khó khăn. Thế nên là các bác không nên bỏ lỡ qua những chiếc đồng hồ như thế này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video từ đồng hồ Vang Vọng.